nhưng mà sẽ là người mẹ thứ hai đồng hành với các bạn. Bây giờ xin mời bạn nào có mẹ ở trên này thì hãy chạy lên ôm lấy mẹ của mình trước được không nào? Cho mời các bạn lớp 1. Bạn nào có mẹ của mình trên này hãy chạy lên ôm lấy mẹ các bạn. Đúng rồi, hãy ôm lấy mẹ của mình nào, mạnh dạn lên nào, hãy dành cho mẹ mình một cái ôm tuyệt vời nào, chạy lên đi con. Còn bạn nào không nhờ, mạnh dạn lên nào. Rồi chưa về, chưa về, hãy chạy lên ôm lấy mẹ của mình nào. Đúng rồi. Và những bạn nào không có bố mẹ ở đây thì chúng ta hãy nhớ về bố mẹ chúng ta đang làm gì nhỉ? Đang đi rẫy, đang làm cỏ cà phê. Đúng rồi. Cậu bé rất là vội vàng khi thấy mẹ, thậm chí là té luôn các bạn. Còn bạn nào nữa không nhỉ? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Những đứa con rất là ngoan. Và bây giờ các bạn ơi, đối với bố mẹ mình Thảo, và đối với thầy cô thì mình phải biết ơn, nghe lời. Bây giờ bạn nào cảm thấy mình yêu cô giáo chủ nhiệm của mình, hãy chạy lên ôm lấy cô giáo chủ nhiệm của mình nào, mạnh mẽ lên. Coi thì ai dám làm điều đó. Những bạn đầu tiên là những bạn nữ nào, những bạn nữ hãy lên ôm lấy cô giáo của mình nào. Cô giáo của mình đâu phải ở gần đây đâu các bạn, để đi dạy cho các bạn, cô của mình phải vượt qua rất là nhiều cây số. Không sao hết con ơi. Rồi các bạn ơi, hãy mạnh dạn lên nào, chạy lên ôm lấy cô.